Mẹ, nếu như mẹ thực sự đau khổ thì hãy khóc ra, sẽ rất tốt đó. Mẹ có đến 20 năm không gặp ông ấy. Mẹ và ông ấy chưa gặp nhau. Mẹ là con gái của ông ấy. Mẹ phải ở bên cạnh ông ấy để báo hiếu. Mẹ là một mâm cơm cho ông ấy. Mẹ muốn ông ấy thưởng thức tay nghề nấu nướng của mẹ. Thế mà ông ấy lại không ăn miếng nào. Ông ấy là bố của mẹ. Ông ấy là bố của mẹ mà. Đều tại mẹ. Mẹ không nên gặp ông ấy. Mẹ không gặp thì ông ấy sẽ không chết. Mẹ ở gần ngay là người ấy sẽ gặp xui xẻo. Không, mẹ đừng nghĩ như vậy mà mẹ. Ông ngoại bị chết vì bệnh tim đột phát. Không thể trách mẹ được. Không trách ai được hết. Mẹ, mẹ, tôi vừa nhận được tin là đến đây ngay. Hiệu trưởng Lâm thật là tôi đi nghe điện thoại cái. Anh chăm sóc cho mẹ tôi đi. Được rồi. Bố Hào Hào, chuyện của ông ngoại con bố đã nghe rồi. Bây giờ mẹ con sao rồi? Mẹ rất đau khổ. Bố muốn đi thăm mẹ. Bố đừng đi vội. Mẹ giờ không thể chịu được kích động đâu. Ừ, thế thì có chuyện gì con báo cho bố biết một tiếng nha. Con biết rồi bố. Có phải là hiệu trưởng Lâm? Là do hiệu trưởng Lâm làm không? Vì là ông ấy, cho nên anh mới không thể che giấu. Anh mới bảo em từ bỏ đúng không? Em sẽ không để cho anh phải khó xử. Rốt cuộc sự thật là thế nào thì em sẽ tự mình tra ra. Thư ký Tào, sao ông ngoại của tôi lại phát bệnh đột ngột vậy? Có phải là hôm nay ông ấy đã bị kích động? Không có. Lúc chiều nay tinh thần của hiệu trưởng còn rất tốt. Có một nữ sinh nó muốn gặp ông ấy. Ông ấy còn nói đùa rằng rất nhiều học sinh được mời đến phòng của ông ấy, nhưng người chủ động muốn gặp thì rất hiếm. Nữ sinh, đúng. Là cô ấy. Đúng là cô ấy mà. Thế anh có nghe thấy họ nói chuyện gì không? Không có nghe. Hiệu trưởng nói không có chuyện gì thì tôi không cần ở lại. Nên sau khi tôi mời nữ sinh kia vào thì tôi đã về luôn. Nghĩa là trước khi xảy ra sự việc của ông ngoại, người gặp ông ấy cuối cùng chính là cô ấy. Chắc vậy. Việc ra đi của hiệu trưởng Lâm rất bất ngờ. Bệnh tim của ông ấy đã từng tái phát mấy lần. Ông ấy biết rất là nguy hiểm nên thường để thuốc ở trên bàn. Chỗ với tay là có thể lấy được. Sao lần này lại không kịp uống thuốc nhỉ? Alo, Đông Đông, đưa điện thoại cho Hiểu Hy đi. Nhan Hiểu Hy. Alo, Giang Nguyệt. Hôm nay mình với mẹ tham gia sự kiện bận quá. Vừa xong mới có thời gian lướt qua nhóm bạn bè. Cậu có khỏe không? Mình còn có thể sao nữa? Cái clip đó tất cả mọi người đều đã xem rồi. Thái độ của mọi người
cậu cũng có thể tưởng tượng ra. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Không hề. Vậy thì được rồi. Giang Nguyệt, cảm ơn. Cậu là người duy nhất gọi điện đến an ủi mình. Mình không rảnh như vậy đâu. Mình chỉ muốn biết ai là người đã đưa clip lên mạng. Mình cũng không biết. Bị người khác đâm dao rồi, vẫn không biết phản kháng lại. Nhanh chóng tìm ra người đàn ông kia. Thật đáng tùng xẻo, do dày ngựa xéo. An ủi người khác mình không thể, nhưng mà trấn chỉnh người khác thì mình lại rất có hứng thú đó. Chờ mình quay về trường sẽ cho cậu thấy khả năng của mình. Thế nha, tạm biệt. Tạm biệt. Chờ chút, vẫn còn một câu chưa nói. Cái gì? Tề Cảnh Hạo kia có phải uống nhầm thuốc rồi không? Trong clip đó hung hăng mắng giết cậu. Nhan Hiểu Hi, trước khi anh ta quỳ xuống khóc lóc van xin cậu tha thứ, tuyệt đối không được tha thứ cho anh ta đâu. Biết chưa? Anh ấy đồng ý tha thứ cho mình là tốt lắm rồi. Cậu có được không vậy? Cậu có phải là bạn của đồng gia nghiệp tớ không? Có khí phách một tí đi. Biết rồi. Vậy thôi nha. Tạm biệt. Chào. Không phải. Cậu có thể nói với cô ấy một tiếng. Đừng có mỗi lần tìm cậu lại gọi cho tớ. Tớ thành điện thoại công cộng rồi. Những cái sim của cậu làm thêm đâu rồi? Hôm nay vừa mới làm để đâu rồi không biết nữa. Thế điện thoại từ Cảnh Hạo tặng cho cậu đâu? Nếu mình có cái điện thoại mới như vậy thì mình đã dứt cái cũ đi từ lâu rồi. Không thể giống cậu được giữ sĩ diện. Người ta đã tặng vào tay của cậu, cậu còn không dùng. Cậu không thể nể anh ấy chút nào sao? Làm tổn thương người ta. Làm tổn thương người ta thật à? Đương nhiên rồi. Xem ra mình đã làm rất nhiều việc tổn thương anh ấy mà mình cũng không hề biết. Đúng vậy đó. Cậu thử nói xem, người ta cho cậu tiền tiêu vặt, cậu không lấy. Người ta cho cậu điện thoại mới, cậu cũng không dùng. Người ta muốn cậu ở bên cạnh, đừng điều tra nữa. Điều tra là gì khác? Cũng đúng. Đông Đông à, người chỉ biết điều tra như mình có phải là làm cho mọi người khó chịu không? Hối hận rồi hay sao? Cũng không phải là hối hận, chỉ là cảm thấy anh ấy là bạn trai của mình thì thiệt thòi cho anh ấy quá. Anh ấy cũng biết mình thiệt thòi cho nên mới chia tay với cậu đó. Sau này thì Cảnh Hạo sẽ không tặng quà cho cậu nữa. Thôi cầm lấy đi, cứ coi như là lưu niệm vậy. Không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Hiệu trưởng đồng ý nói tốt cho mình rồi. Mình và Tề Cảnh Hạo sẽ nhanh chóng hòa bình trở lại thôi. Việc ra đi của hiệu trưởng Lâm đúng là rất bất ngờ. Bệnh tim của ông ấy đã từng tái phát mấy lần. Ông ấy biết rất nguy hiểm, cho nên thường để thuốc lên bàn. Chỗ giới tay là có thể lấy được. Tại sao lần này lại không kịp uống thuốc nhỉ? Cậu thử nghĩ xem, yên lặng bao nhiêu năm nay, bây giờ tối lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của con gái. Tôi vẫn thấy chưa quen được. Cả đêm không ngủ được. Con đúng là hiểu chuyện. Trước giờ không bao giờ đòi người lớn mua đồ, nhưng mà ta cũng không thể buông lỏng được. Ông đang khen con hay sao? Đúng. Đây là lần đầu tiên. Con không biết mấy ngày hôm nay ta thường nghĩ đến việc ngày thứ sáu. Ta đã già rồi, chẳng có mong muốn gì lớn, chỉ mong được con gái nấu cho bữa cơm nóng sốt.
Giang Hiểu Nhi, lên lớp nhớ chú ý nghe giảng nha. Ta nói con nhất định phải chăm chỉ học hành, ngày ngày cầu tiến, nghe rõ chưa? Lời con muốn nghe không phải là câu này. Sao con toàn nghĩ đến Tề Cảnh Hạo thế? Thôi được rồi, chỉ mong thầy hiệu trưởng để dạy cho thằng cháu yêu của mình một bài học vô cùng nghiêm khắc. Là nói lời hay. Được rồi, được rồi, nói lời hay. Thầy hiệu trưởng chân chính đã thân chin giúp cho cậu nói bao lời hay. Tiếp theo thì Tề Cảnh Hạo đau thấu tâm can, xoay quắc 180 độ, quay về tốt đẹp với cậu như trước. Nói rất hay. Có điều hiệu trưởng có nói khi nào sẽ giúp cậu hay không? Tối qua hình như họ ăn cơm cùng nhau, chắc là đã nói giúp mình rồi. Nhưng mà cậu phải nhớ nha, nếu cậu gặp lại Tề Cảnh Hạo phải hiền một chút. Mình biết rồi mà. Nhan Hiểu Hi, nghe lời đi, đừng có để mình học bạn trai mình. Ngại quá, xin lỗi nha, mình không cố ý. Cậu đừng có nói cho Tề Cảnh Hạo biết. Đi, đi thôi. Hiểu Hi. Sao hôm nay thái độ mọi người cứ lạ lạ thế nào? Cậu vốn đã kỳ lạ, lừa dối những người yếu lòng chúng mình. Cậu có cho rằng ai ai cũng động lực như Tề Cảnh Hạo? Cậu có ý gì chứ? Sao không khí lại lạ nhỉ? Cậu không biết gì sao? Cậu chưa nghe nói hả? Biết cái gì cơ? Ông ngoại của Cảnh Hạo đã mất tối qua rồi. Hiệu trưởng Lâm. Tìm em để làm gì? Cái điện thoại trước em cho anh, anh phát hiện có một đoạn ghi âm. Ghi âm gì thế? Em tự nghe đi. Tôi là Đồng Gia Nguyệt. Người tôi yêu nhất là nam thần của đàn diễn Tề Cảnh Hạo. Bệnh tim hả? Đúng thế, chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào hết. Lúc mình mới nghe nói, còn tưởng là trò đùa ác ý, không ngờ lại là thật. Cảnh Hạo đâu rồi? Hôm nay không thấy anh ấy lên lớp. Cảnh Hạo chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Mệt chết đi được. Kết thúc phong trào rồi. Anh xem, đây là cái anh tặng hả? Anh tặng mà anh cũng không nhận ra hay sao? Không phải, để trong hộp không thấy đẹp. Lúc em tròn lên trông đẹp vô cùng. Em đã thử bao nhiêu cách thắt mới thấy kiểu này phù hợp nhất với khí chất của em. Sao mà trong mặt các cậu ai ai cũng buồn thiêu thế? Hiệu trưởng Lâm đã mới mất tối qua. Sao có thể như vậy được? Mọi người đều đang rất buồn vì việc hiệu trưởng Lâm qua đời. Chỉ có mỗi cậu lại đang quan tâm đến cái khăn choàng của mình. Mình không biết mà. Đột ngột quá. Em, hiệu trưởng Lâm, Giang Hiểu Hi, em quá đáng lắm. Em làm sao? Em đã làm gì? Em còn phải hỏi tôi nữa hay sao? Em đã làm gì? Có phải tối qua em đến phòng ông ngoại tôi? Đúng. Em đi gặp hiệu trưởng Lâm. Nhưng mà em có người thân của em. Tôi cũng có người thân của tôi. Sao mà em lại coi tôi chẳng ra gì? Nhưng mà em chỉ có một bản lĩnh,
là đi hại người thân của người khác thôi. Anh nói vậy là ý gì chứ? Ai làm hại người thân của anh đâu? Em chẳng làm hại ai hết. Không có chứng cứ anh dám nói càng sao? Có phải là em đã sờ vào lọ thuốc? Lọ thuốc? Thuốc? Đúng vậy. Hôm qua hiệu trưởng Lâm rất xúc động. Em đưa giúp ông ấy lọ thuốc. Mà lúc em đi, ông ấy vẫn khỏe mạnh mà. Nói dối. Em không nói dối. Em đừng có nói gì hết. Em đúng là đồ lừa đảo. Em lừa tôi hết lần này tới lần khác. Tôi không thể tin em được nữa. Tôi cũng không muốn gặp em nữa. Hãy đi khỏi đằng diễn cho tôi. Em không thể đi lúc này được. Nếu như em đi thì thành ra đúng là em đã hại chết hiệu trưởng Lâm rồi. Tôi bảo em cút đi. Em hãy cút đi cho tôi. Tề Cảnh Hạo, anh hãy nghe em nói đi. Hiệu trưởng Lâm ông ấy đừng nhắc tới ông ngoại tôi. Hiểu Hi, ngồi xuống đi. Tề Cảnh Hạo, có phải mấy đứa trẻ mê trai phong cậu làm nam thần nên cậu nghĩ mình thành thần được không? Hiểu Hi đã nói rõ ràng rồi. Vì hiệu trưởng Lâm qua đời không liên quan gì đến cô ấy. Cậu muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Nhưng nếu như cậu vì bản thân ngu dốt cứ đổ lấy cho Hiểu Hi, bắt cô ấy phải rời bỏ đàn diễn, không dễ dàng như vậy đâu. Hiệu trưởng Lâm là ông ngoại của cậu, mẹ của tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Nếu cậu không thích thì cút đi cùng với cô ta luôn đi. Cậu thử xem. Tề Cảnh Hạo, cậu đứng lại cho tôi. Tề Cảnh Hạo, tôi vẫn chưa nói hết. Tề Cảnh Hạo, tôi vẫn chưa nói hết. Tề Cảnh Hạo, cậu đứng lại đó. Tề Cảnh Hạo, tấm lòng của Hiểu Hi đối với cậu chỉ có thằng mù mới không thấy. Cậu đối với cô ấy như vậy thì có được không? Gia Nguyệt, Cảnh Hạo trong lòng không vui. Trong lòng không vui là có thể tùy tiện làm tổn thương Hiểu Hi. Lúc trước thì coi Hiểu Hi quý như con ngươi trong mắt, mắt một cái là nghi ngờ người ta là kẻ giết người, bôi nhọ cô ấy trước mặt mọi người. Cậu là đồ ngốc hay sao? Đi thích cái loại người gì thế này? Cậu hãy để cho Cảnh Hạo bình tĩnh lại đi. Ngốc nghếch cho anh ta, không muốn cho một trận không được. Còn cậu nữa, là anh em của loại người này, có khi cũng bị anh ta tiêm nhiễm, thành ra không biết phân biệt phải trái. Hầu Kiến Bạch, tôi cảnh cáo cậu. Cậu dám quát mắng tôi, cho người ta nghi ngờ. Tôi là Đồng Gia Nguyệt, người tôi yêu nhất là nam thần Tề Cảnh Hạo ở đằng diễn. Hàng ngày tôi ăn cơm phải xem ảnh của Cảnh Hạo thì mới nuốt được. Tôi yêu Tề Cảnh Hạo. Trong con mắt của tôi không ai có thể so sánh với Tề Cảnh Hạo. Vì tôi kiêu ngạo nên chỉ có thể cất giữ niềm mong muốn của mình trong lòng thôi. Nhưng mà trong lòng của tôi mãi mãi chỉ có Tề Cảnh Hạo. Kiến Bạch à, đây là sự hiểu lầm thôi. Anh nghe em giải thích đi. Em, Kiến Bạch, Kiến Bạch, nghe em nói đi. Kiến Bạch, cậu nghe thấy chưa? Tề Cảnh Hạo đã đuổi Nhan Hiểu Hi khỏi đàn diễn rồi, trước mặt mọi người trong nhà ăn. Ngày hôm qua cậu thề sẽ bảo vệ cô ấy.
Hôm nay đã trở mặt không giận. Thật không hổ thẹn là Tề Cảnh Hạo, như là mèo bắt chuột thôi. Giận cho cô ấy chóng mặt, cho cô ấy hy vọng trước, rồi sau đó là tuyệt vọng. Lẽ nào Tề Cảnh Hạo thay đổi thái độ nhanh như vậy sao? Đều đã có kế hoạch trước rồi. Cậu ta muốn báo thù Hiểu Hy. Không thì cũng đúng. Không thì làm sao có thể giải thích thái độ của cậu ấy thay đổi nhanh như vậy. Dù cho cô ấy có lừa dối chúng ta, nhưng rơi vào cảnh này vẫn có gì đó đáng thương. Cũng chưa được gọi là đáng thương. Ít ra còn có Đồng Gia Nguyệt hỗ trợ cô ấy. Đúng vậy, sức chiến đấu của Đồng Gia Nguyệt ngang ngửa với Tề Cảnh Hạo mà. Có phải cái tiếng ở trạm phát thanh kia là của Tề Cảnh Hạo? Có phải là Đồng Gia Nguyệt không? Không phải cô ấy và Hầu Kiến Bạch là một đôi sao? Sao lại nói thích Tề Cảnh Hạo? Có chuyện gì thế? Nhan Hiểu Hy, đây gọi là cái gì? Bình sức còn dở. Cậu không chiếm được Tề Cảnh Hạo thì phải hủy hoại hạnh phúc của người khác hả? Thật tiếc là tôi còn coi cậu là chị em tốt. Khi mà Tề Cảnh Hạo nghi ngờ cậu, tôi đã đứng ra nói cho cậu như một con ngốc. Cậu biết rõ Kiến Bạch, anh ấy không thể chịu đựng được là gì không? Anh ấy không thể chấp nhận được là gì không? Không phải là tôi, không phải là cậu, thế cậu có thể là ai được? Đoạn ghi âm ấy chỉ có cậu có. Chỉ có thể là cậu. Ngay cả cậu cũng không tin tôi. Tôi vì quá tin tưởng cậu mới rơi vào tình cảnh này. Tề Cảnh Hạo nói đúng. Từ đầu tới cuối, cậu chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Nhan Hiểu Hy, nếu không muốn chết cho người ta cười thì hãy nộp đơn xin thôi học đi. Nếu không dù Tề Cảnh Hạo có bỏ qua cho chuyện này thì tôi cũng không bỏ qua. Cô chủ à, chào bác, quần áo tôi đã sửa xong chưa? Sửa xong rồi, sửa xong rồi. Thật là khác thường, trông chẳng khác gì mua mới hết. Cô xem này, sao tôi lại không thấy giống như trước nhỉ? Tất nhiên là không giống rồi. Trước đây là màu trắng không, bây giờ cháu nới sang hai bên cho bác, mà lại dùng qua màu hồng, hồng tươi. Hàng ngày bác mặc, ra quảng trường nhảy múa rất đẹp. Hơn nữa lại rất thực dụng, trông cũng đẹp lắm. Hết bao tiền đó? 30 đồng lúc trước cháu đã nói rồi. Được, bố mẹ cô có phúc lắm. Cô biết không, thằng cháu nhà tôi suốt ngày nằm ở trong nhà, không chơi điện thoại thì lướt web, như là cuộn trong tổ vậy, không làm gì gì hết. Bác à, cháu nói bác nghe, cháu cũng thế thôi. Trước đây cháu không hiểu chuyện, bố của cháu ngày nào cũng mắng cháu, thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Ai làm cha mẹ cũng đều vậy thôi. Thôi tôi đi nha. Sau này bác lại đến ủng hộ cháu nữa nha. Được, quần áo bác trai cần sửa thì mang đến chỗ của cháu luôn. Được rồi, được rồi, bye bye. Giỏi quá đi. 30 đồng, 30 đồng. Mình đã kiếm được 30 đồng. Mình đã kiếm được 30 đồng rồi. Mình lại có 30 đồng. Mình đang tiến đến nhà thiết kế đắt giá. Gần thêm một bước. Bố, sao bố lại đến? Đúng vậy, sao bố lại đến? À không phải, con bảo là sao bố lại đến mà. Bố đi mua hàu hả? Mua hàu mà bố đến chỗ con đây sao? Dù sao thì chắc chắn không phải là bố đến tìm con. Con gái rượu của bố à, lần này con nói đúng đó. Thật sự không phải là bố đến tìm con, bố đến tìm chú Nhan con ăn cơm ở trong nhà ấy. Đúng rồi, bố nói cho con biết, con ăn ở chỗ chú Nhan, con uống ở chỗ chú Nhan. Sao mà con không thấy xấu hổ vậy? Để bố nói cho con nghe, con hãy nhanh chóng thu dọn chỗ đồ này vào cho bố, rồi đi về nhà ở đi. Đây là ý của mẹ con hả? Đương nhiên rồi. Vậy thì ý bố thì sao? Bố, ý của mẹ con là ý của bố đó. Ý của bố luôn đó. Về nhà, về nhà thôi. Con có thể về nhà rồi. Giỏi quá, giỏi quá đi. Lại đây, chờ chút nào. Thức ăn được rồi đây. Chiêu đãi không được chu đáo. Nào lại đây, lại đây. Thật không thể tưởng tượng được, bao năm rồi ba người chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau ăn cơm. Lại còn đó là món tủ của Chí Dân nữa chứ. Nếu không phải vì chỉ có ba người, tôi còn có thể làm thêm nhiều món nữa đó. Thôi ăn đi. Chí Dân, lần này tôi về đây, tôi đã nghĩ thông nhiều điều. Việc xảy ra với cậu 20 năm trước,
Tôi muốn nói thẳng với cậu, chúng ta khó khăn lắm với có bữa ăn đoàn tụ này. Hôm nay những gì ảnh hưởng đến khẩu vị thì thôi đừng nhắc tới. Nhắc tới cũng hay, còn đang điều tra một việc xảy ra 20 năm trước. Tôi vừa nói gì nhỉ? Nói là không nên nhắc lại chuyện cũ rồi. Thôi được rồi, ăn cơm. Cậu muốn nghe tôi lại không nói cho cậu nghe hay sao? Chúng ta đều có kỷ luật, nào ăn thôi. À đúng rồi, con gái của cậu đúng là giỏi lắm, thông minh lanh lợi, giống cậu có năng khiếu thể thao bẩm sinh. Sao ông biết con gái của tôi có năng khiếu thể thao? Nó giống như cậu năm xưa, đều là cây vợt chủ lực của câu lạc bộ bóng bàn, là cậu sắp thi đấu chung kết cúp học viện. Đây không phải là năng khiếu. Câu lạc bộ bóng bàn, Hiểu Hy nó tham gia câu lạc bộ bóng bàn. Cậu không biết hả? Không phải Hiểu Hy ở đoàn hợp xướng hay sao? Tháng trước đoàn hợp xướng của nó còn có một hoạt động, đi một tuần lễ. Tháng trước, thế chắc là câu lạc bộ đi tập huấn ngoại tình. Ông nói là cái lần tập thể học sinh bị ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn? Ông không biết hả? Tôi đâu có biết. Hiểu Hy không kể cho cậu nghe hay sao? Đã thân thiết như thế này mà cậu còn như vậy nữa. Cậu biết rõ tôi là bố của Hiểu Hy mà. Thì tôi biết. Chính là cái lần trước đó, khi mà ký túc xá Càng Diễn bị cháy, Hiểu Hy không có ở đó đúng hay không? Sự việc cụ thể tôi còn đang điều tra. Có điều tôi thấy là sự việc không đơn giản như vậy đâu. Ký túc bị cháy là của tôi. Lúc đó bố của tôi đang bệnh nặng ở trong viện. Còn nguyên nhân làm sao mà cháy thì tôi cũng không hiểu nhiều. Đến sau khi tôi về thì chẳng thấy lọ thuốc đâu hết. Lọ thuốc nào? Lọ thuốc tôi vừa mới nói, phải nói thẳng với cậu đó, chính là việc lọ thuốc. Cơm được chưa? Con sắp đói chết rồi. Sao vậy? Cái này tìm thấy trong phòng của con. Bố, con đã đến tuổi thành niên rồi. Tại sao bố lại tùy tiện lục đồ của con như vậy? Con nói với bố là con có thể thi vào đăng diễn là vì con được học bổng. Vậy sao trên này lại viết con là sinh viên đóng học phí? Con muốn học ở đăng diễn nhưng không được học bổng thì phải đóng học phí thôi bố. Hơn nữa, tiền học là cho con đi làm kiếm được, không vi phạm pháp luật. Vậy con vào đăng diễn để học thật hay sao? Vậy sao các bản photo, văn bản hiệu trưởng Lâm sa thải bố, lại còn kết quả xét nghiệm máu, đều trong phòng của con hết? Con nói cho bố biết, có phải con đang điều tra việc năm xưa hay không? Dân sự. Không phải bố đã nói với con rồi hay sao? Đi học thì phải tập trung lo học đi, đừng có lo mấy chuyện giặt nữa. Đây không phải là chuyện giặt. Quỷ hoại cả một đời của bố. Sao lại gọi là chuyện giặt? Thế chuyện linh tinh dụng giặt 20 năm trước không phải chuyện giặt.
Bố giúp giả nuôi con khôn lớn là vì mong muốn con có thể tiến bộ, sau này con có thể sống cuộc sống ấm no hạnh phúc, chứ không phải để con lãng phí thời gian để điều tra mấy cái quá khứ của bố. Bố, bố làm gì vậy? Bố nói cho con nghe, từ bây giờ trở đi phải học hành chăm chỉ cho bố, không được điều tra sự việc này nữa. Con không làm được. Con nói gì? Con nói là con không làm được. Để điều tra rõ việc này, con đã phải trả giá rất nhiều. Con không thể từ bỏ thế này được. Con đã biết cảm giác bị oan uổng. Con cũng không muốn bố cả đời phải mang tội danh mà mình không gây ra. Con nhất định phải tìm ra chân tướng. Con phải tìm ra người đã hại bố. Quá khứ của bố, bố đã chấp nhận rồi, bố không để trong lòng nữa thì có liên quan gì tới con? Bố bảo con không điều tra nữa. Nếu con còn coi bố là bố thì con đừng có điều tra. Không, Giang Hiểu Hi, trên thế giới này thì có quá nhiều người già tốt như bố, cho nên kẻ xấu mới càng ngày càng hống hách. Rõ ràng bị làm hại, tại sao phải cam tâm chịu đựng? Đây không phải là khoan dung, mà đây là dung túng. Kẻ phạm tội không cần chịu trách nhiệm, thế thì họ sẽ làm hại bất cứ người nào một cách vô đạo đức. Không nói nữa, con hãy thật sự học hành chăm chỉ cho bố. Thật sự chịu đựng, đầu hàng kẻ đã hãm hại bố là sự thật trong lời của bố. Làm sai đây không phải là chân thật, đây là trốn tránh, là nhu nhược, là vô dụng. Hiểu Hi, con làm nhiều việc sai trái, bố chưa từng đánh con, thế mà bố lại đánh con vì việc này. Không phải nói thế giới này thật giả thiện ác rõ ràng, không phải là người tốt thì sẽ được tốt, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt sao? Không phải bố đã nói với con phải là một người đường đường chính chính, phải tin tưởng vào thế giới này có công bằng và chính nghĩa hay sao? Lẽ nào những lời bố đã nói với con đều là giả dối? Bố làm cho con sao tin được những lời bố nói chứ? Hiểu Hi, Hiểu Hi, Hiểu Tử Lâm, tôi nghe nói Ngữ Dung bị ốm rồi, tôi muốn thăm cô ấy. Cậu còn mặt mũi đến đây hay sao? Nhìn thấy chị cậu làm trên sân đấu, nó về nhà ốm luôn rồi. Cháu chỉ muốn gặp cô ấy một lát thôi, bác cho phép cháu đi gặp đi. Nó sắp đi du học nước ngoài rồi, cậu đừng có quấn lấy nó nữa. Cháu biết, cho nên cháu muốn gặp cô ấy lần cuối. Cháu hứa với bác, sau lần gặp này cháu sẽ không làm phiền Ngữ Dung nữa.
Ngữ Dung, Chí Dương, anh ở đây. Ngữ Dung, nước. Em muốn uống nước hả? Đừng uống cốc nước đó. Đừng uống. Xin lỗi, không phải để cho anh uống đâu. Xin lỗi. Chí Dương, Chí Dương, Chí Dương. Đây là xử lý của trường về việc anh gây ra. Anh có muốn nói gì hay không? Nghe nói hiệu trưởng bị Giang Hiểu Hy làm cho tức chết, có thật hay không? Nguyên nhân cậu nghe được còn đỡ, nguyên nhân tớ nghe được còn rùng rợn hơn nhiều. Họ nói là Giang Hiểu Hy đã lấy lọ thuốc của hiệu trưởng, trợn trừng mắt nhìn, bệnh tim của ông ấy tái phát mà chết đó. Không, có lẽ khủng khiếp quá mà. Tớ nghĩ đây chỉ là tin đồn thôi. Ai bảo trước khi chết, người cuối cùng gặp hiệu trưởng là Giang Hiểu Hy? Truyện trinh thám vẫn viết như thế mà. Người tiếp xúc cuối cùng với người chết là mối nghi ngờ lớn nhất. Chỉ Mạc, Chỉ Mạc, có nghe nói chưa? Trên bản thông báo đã dán rồi, xử lý của hội đồng nhà trường đối với Giang Hiểu Hy. Lại có kịch hay để xem đây. Đi nhanh lên. Người cuối cùng gặp mặt trước khi chết. Hôm qua loa phát thanh trong trường bị cá nhân lợi dụng, mà lại phát đi thông tin của cá nhân học sinh, gây ra ảnh hưởng cực kỳ ghê gớm. Trường chúng ta cực kỳ quan tâm để triển khai việc điều tra, sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc đối với người liên quan. Mong rằng các bạn sinh viên tuân thủ đúng quy định của nhà trường, nhất là ủy viên kỷ luật các lớp, phải tiến hành kiểm tra theo quy định của nhà trường. Sau đây, nhà trường yêu cầu làm kiểm điểm công khai về hành vi vi phạm kỷ luật của sinh viên Giang Hiểu Hy. Lớp 1 khoa thiết kế. Giang Hiểu Hy, Giang Hiểu Hy, mời lên đây. Hình như hôm nay cô ấy không đến. Nếu là mình cũng trốn đi. Giang Hiểu Hy lớp 1 khoa thiết kế xin nghỉ hay sao? Giang Hiểu Hy không có giấy xin phép. Thế thì là bỏ học rồi. Đã sai không biết sửa còn bỏ học, thì còn ra thể thống gì nữa. Giang Hiểu Hy đến rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.